Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 63. Chương 621, Tam Nhật Mê Thần Trận 1. Trong tòa đại điện cao nhất Vọng Nguyệt Cốc, sáu mạch chủ đều đang đứng ở đây. Vẻ mặt Vũ Phi Tiên tràn đầy giận dữ, khuôn mặt tuấn tú trở nên hung ác đến cực điểm, khinh người quá đáng. 18 môn pháp kia vậy mà vây kín Vọng Nguyệt Cốc chúng ta, cũng không quá nể mặt đi, bọn họ không sợ chúng ta trả thù sao? Mặt Nguyệt U trở nên âm trầm, hơn 10 tên tu sĩ hợp thể vây công bốn phía Vọng Nguyệt Cốc, tự muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hai tay Vụ Dao nắm chặt, chuyện này. Vân Tiêu thở dài nói, chư vị sư muội, chuyện ngày hôm nay, xem như số mệnh Vân Trung Vọng Nguyệt Cốc chúng ta đã tận, không thể vãn hồi, vậy dựa theo kế hoạch trước đây, tìm cơ hội bỏ chạy đi. Phong Dạ Sương nhíu mày nói, vậy đệ tử trong môn thì sao? Vũ Phi Tiên lập tức cười nhạo nói, đến thời điểm này rồi, sư tỷ còn quan tâm mấy tên đệ tử vô dụng kia sao? Nguyệt U nói, Phi Tiên sư muội nói đúng, chúng ta tìm một chỗ mới, dựng lại sơn môn khác, lại có thể bồi dưỡng được một đống. Phong Dạ Sương rủ mắt xuống không nói gì nữa. Vân Tiêu ngược lại hỏi, vậy môn pháp thuật Vân Nguyệt Lục Mạch Vạn Lý Hành các ngươi tu luyện thế nào rồi? Nguyệt U lộ nụ cười vui vẻ nói, nếu không có sư tỷ nói cho ta biết, ta còn không biết hợp thể còn có môn đột thuật này, ta mới tu luyện vài ngày, độn thuật bản thân để cao thêm một tầng. Đối với chuyện chạy trốn lần này, cũng có thêm một phần tự tin. Vũ Phi Tiên nói, Nguyệt Sư Huynh nói không sai. Vân Tiêu cười nói, ta cũng chỉ vừa mới thấy được thuật pháp cực phẩm như vậy, trước đó sau khi từ Linh Sơn Văn Châu trở về liền ngẫu nhiên phát hiện đấy. Vụ Giao lại có chút sầu lo nói, hôm nay 18 tiên môn đã tấn công núi, nhìn trạng thái hẳn không kiên trì được bao lâu. Chúng ta cũng chỉ vừa mới tu luyện độn thuật này, cho dù có đề cao một tầng như cũng khó mà thoát nổi. Trần Cốc tĩnh tọa, nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua Vân Tiêu. Vũ Phi Tiên nói, Vân Nguyệt Lục Mạch Vạn Lý Hành, không phải có trận pháp kèm theo sao? Sáu người hợp lực phát động, tốc độ độn thuật đề cao lên gấp mấy lần, bọn họ chưa chuẩn bị trước liền không đuổi theo được. Chỉ cần sáu người chúng ta đi chung với nhau, thiên hạ này không có người nào cản được. Vân Tiêu khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nguyệt U hỏi, sư tỷ, thế khi nào chúng ta mới phát động lục mạch chi trận? Vân Tiêu nhìn ra ngoài đại điện, thản nhiên nói, không vội, chờ 18 tiên môn tấn công, chúng ta nhân dịp rối loạn liền bỏ chạy. Về phần mấy đệ tử khác, nói tới chỗ này, nàng thở dài một hơi, sinh tử do mệnh. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể vượt qua một kiếp. Những người còn lại đều gật đầu, vẻ mặt lộ nét bi thương. Đệ tử Vọng Nguyệt Cốc cũng ngưng trọng lại, sau khi biết được bên ngoài Hạ Minh Lịch tận diệt tiên môn, tất cả mọi người đều đồng lòng. Bọn hắn không muốn cứ như vậy đơn giản chết đi, nhất định phải đánh lui địch, nhân bên ngoài. Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn về phía sau, hơn nữa, Vân Trung Vọng Nguyệt Cốc còn có sáu mạch chủ. Đều là tu sĩ đứng trên đỉnh cao, bọn họ vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể dẫn Vọng Nguyệt Cốc đi đến thắng lợi. Đây chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Cũng chỉ có kết quả này, bọn họ mới sống được. Nếu không thắng, mọi thứ đều tan thành hư vô. Bất quá, nếu phải chết đi thật sự, ít nhất cũng phải kéo theo mấy cái đêm lưng. Tô Hạo điều khiển 96 thanh phi kiếm xuất hiện, cắm vào xung quanh chỗ mình phòng ngự, Tam Nhật Mê Thần trận được bố trí xong xuôi. Pháp quyết biến đổi, bốn phía dần dần xuất hiện một tầng sương mù đỏ giao với sương mù trắng, đem đám người Tô Hạo bao phủ lại. Sương mù tầng ngoại lại hiện lên đám sương, đem toàn bộ sương mù màu đỏ bao phủ, dung nhập vào bên trong đại trận hộ sơn. Tô Hạo nói, sư tôn, sư tổ, ta đã bố trí Tam Nhật Mê Thần trận, các ngươi ngàn vạn lần đừng đi vào trong sương mù màu đỏ, nếu không thì trong 3 ngày tới đừng mong tới chuyển tỉnh lại. Thấy mọi người tò mò gật đầu đáp ứng, Tô Hạo lại nói, nếu có tu sĩ từ bên ngoài tiến vào phạm vi mê thần trận, đại khái sẽ bị đánh lạc hướng. Không cách nào bảo trì cân bằng, các ngươi chỉ cần đứng đợi ở chỗ này, dùng phi kiếm giết địch là được rồi, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh nhập trận, cũng không cần sợ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Linh Tiên Tử nói, nếu thật sự gặp phải kẻ địch không đánh lại được, sư tôn liền lập tức kích hoạt tảng đá kia, hiểu chưa?
Phong Linh tiên tử một tay che ngực nơi cấu giấu tảng đá, một bên gật đầu, sau đó lo lắng nói, Phong úy, ngươi muốn đi đâu? Chương 622, Tam Nhật Mê Thần Trận, 2. Không phải nàng lo lắng cho an nguy của To Hạo, mà nàng lo lắng cho an nguy của mình. Thời khắc quan trọng này, chỉ có ở bên cạnh To Hạo, nàng mới cảm nhận được sự an toàn. To Hạo thuận miệng nói, địa phương khác cần ta giúp đỡ, ta liền dạo quanh bốn phía. Đúng lúc này, sương mù đột nhiên sáng lên, giống như trên đỉnh đầu xuất hiện mặt trời. Rất nhanh một tiếng trống vang lên. Tùng. Đám người To Hạo lập tức nhìn ra, nhưng mà ngoài trừ sương mù, thứ gì cũng không thấy. Chỉ thấy linh niệm của To Hạo mơ hồ truyền tới nhắc nhở, có tu sĩ hương đại trận tiến công. To Hạo lập tức nói, sư tôn, sư tổ, địch nhân tổng tấn công rồi, mọi người cẩn thận. Vẻ mặt Phong Hoa trở nên ngưng trọng, pháp khí dây xích từ trong tay áo xuất hiện, vận sức chờ phát động, các loại hỗ thuẫn lần lượt kích hoạt, tay ấn nửa pháp quyết, tùy thời thi triển độn thuật né tránh. Phong Linh tiên tử cùng Phong Thành lập tức tế lên pháp khí To Hạo đưa cho, chỉ cần địch nhân tiến vào đây, liền sử dụng pháp khí đánh chết. Không để cho To Hạo đợi lâu, địch nhân đầu tiên bị trận pháp dẫn tới. Đây là một bóng người mơ hồ, quanh người được bao phủ bởi hộ thuẫn màu vàng, tiến nhập vào nơi đây. Đám người Phong Linh tiên tử liền khẩn trương cả, lên. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là tên tu sĩ kia xâm nhập vào trong Tam Nhật Mê Thần trận mà To Hạo bố trí. Liền lập tức ngã xuống như uống say, lăn qua lăn lại vài vòng như muốn đứng dậy, nhưng vô luận hai chân dãy dụa thế nào cũng không đứng lên được. Giống như là chiếc xe máy bị ngã chạy quanh một chỗ, trong miệng hình như la hét gì đó, giống như là hoảng sợ vậy. Tu sĩ Kim Đan, Phong Hoa lập tức cả kinh nói, không nghĩ mới vào đã gặp tu sĩ Kim Đan. Chỉ là, đây là tình huống gì đây? Thời điểm Phong Hoa kinh nghi bất định, Phong Linh tiên tử run tay lên, thanh yến trong tay kích hoạt, lướt qua khoảng cách trăm thước, đem vào bảo hộ của tu sĩ này phá vỡ, cắm trên mặt đất. Mà tu sĩ Kim Đan này nhất thời chuyển động nhanh hơn, như là con quay vậy. Phong Thanh cũng nhanh chóng lấy ra phi kiếm mới nhận được, đâm lung tung vài nhát, rất nhanh tu sĩ này không còn động đậy được nữa. Phong Hoa là tu sĩ Kim Đan nhưng nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ cho ngây người, chuyện này không giống như trong tưởng tượng nha. Thời điểm giải quyết xong tu sĩ Kim Đan, lại có một tên tu sĩ trúc cơ xuất hiện, giống với trước đây. Sau khi xuyên qua mê thần trận liền giống một kẻ say rượu, té ngã trên mặt đất, bị Phong Linh tiên tử cùng Phong Thành hợp lực đâm chết. Phong Hoa lập tức có cảm giác mình nên cất dây xích trong tay áo lại, xem ra hôm nay không có dịp sử dụng rồi. Lại qua 10 giây sau, một hơi đưa vào hai tên tu sĩ, một tên Kim Đan, một tên trúc cơ, hai người mới xuất hiện liền mất đi cân bằng. Té ngã trên mặt đất, bị pháp khí Phong Linh phá vỡ phòng ngự, sau đó bị Phong Thành xiên chết. Tâm tình Phong Hoa lúc này vô cùng phức tạp, đối với thủ đoạn của đám người To Hạo cùng Phong Linh tiêu tử liền ra đầu run lên, đồng thời cảm thấy may mắn vì đây là phe mình. Nếu là, Phong Hoa quả thật không dám tưởng tượng, lúc này mới hiểu vì sao To Hạo nhấn mạnh không được tiến nhập vào làn xương đỏ, nghĩ thôi đã cảm thấy rét run. To Hạo thấy ở đây tạm thời không có nguy hiểm, nói thẳng, xem ra vấn đề không lớn, vậy ta đi đây. To Hạo nói xong, mở ra một lỗ hổng trên trận pháp, đi xuyên qua, sau đó biến mất. Lúc này Phong Thành hô, sư tôn, lại có một tên. Phong Linh tiên tử sợ tới mức thiếu chút nữa kích hoạt định vị thạch, mãnh liệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người này ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nàng không nói hai lời, lập tức điều khiển thanh yến, cùng Phong Thành phối hợp, ba chiêu giết chết địch nhân. Cho tới giờ phút này, kẻ xâm nhập là tu sĩ Kim Đan hay trúc cơ đã không còn quan trọng. Phong Thành lúc này cũng kích động không thôi, nếu là tu sĩ Nguyên Anh xâm nhập, cũng bị phi kiếm của ta giết chết. Lấy tu vi dẫn khí cảnh giết chết Kim Đan cảnh, nghĩ tới thôi đã kích động hẳn lên. Phong Hoa cung thử dùng pháp khí phi kiếm của mình tấn công tu sĩ Kim Đan xâm nhập, sau đó liền cảm thấy khó. Dù, phi kiếm của hắn có công kích toàn lực cũng chỉ có thể phá vỡ hai tầng phòng ngự của đối phương. Phong Hoa cuối cùng nhịn không được nói, tiểu Phong Linh, phi kiếm trên tay ngươi là sao vậy? Phong Linh tiên tử nhìn thanh pháp khí cùi bắp trên tay Phong Hoa, vẻ mặt giật mình nói, ồ, sư tôn sao còn dùng pháp khí loại này, không nói cho Phong úy chế tạo cho một thanh mà dùng. Phong Hoa trầm mặc, To Hạo đi ra sương mù, tránh tất cả ánh mắt, đem bản thân truyền tống đến bên ngoài vọng nguyệt cốc. Trong nháy mắt mới xuất hiện,
Tô Hạo lập tức cảm thấy linh niệm nhẹ nhõm, thời tiết từ mưa rào biến thành trời quang mây tạch. Linh niệm lần nữa khôi phục phạm vi 10 vạn mét, loại cảm giác khống chế mọi thứ trong tay, lần nữa trở về. Tô Hạo hoàn hồn nhìn về phía sau lưng, nhìn sương mù bao phủ toàn bộ Vọng Nguyệt Cốc, không khỏi lẩm bẩm nói. Không ngờ đến cả linh niệm của ta cũng không quan sát được bên trong trận pháp, đúng là đại trận hộ sơn, quả nhiên lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 623, giết chóc bắt đầu, 1. Tô Hạo vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra đa đem toàn bộ cảnh vật xung quanh thu vào trong não mình. Trong phạm vi 10 vạn mét, ngoài trừ bên trong sương mù ra, thì không có thứ gì có thể né tránh được ra đa của Tô Hạo. 54 tu sĩ hợp thể, gần 200 tu sĩ Nguyên Anh, đem toàn bộ Vân Trung Vọng Nguyệt Cốc bao vây lại, bất luận tu sĩ chạy trốn ra khỏi Vọng Nguyệt Cốc. Cũng đều không có cơ hội đột phá vòng vây do bọn họ tạo thành, đây là quyết chí muốn đem Vọng Nguyệt Cốc tận diệt à. Tô Hạo vừa nói, một bên biến thân thành mệnh tử, thân hình đột nhiên cao lên, kim cương giáp xuất hiện, bên trong lóe lên từng đạo trận pháp, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Tay phải vươn ra, một thanh chiến đao làm bằng thủy tinh xuất hiện, bên trong cũng lóe lên ánh sáng màu xanh, vô số trận pháp được khắc ấn thành công. Phòng ngự dễ vỡ bình chữa cháy sắc bén chi trận. Hôm nay Tô Hạo đã thành công tối ưu hóa trận pháp trên cơ thể mình, chỉ cần 3 trận pháp nhưng đã có đầy đủ tác dụng của phù văn, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đất đá dưới chân Tô Hạo dần dần biến thành kim cương, lan tràn bốn phía, rất nhanh 50 mét xung quanh hắn liền biết thành kim cương, ánh sáng lấp lóe. 96 thanh phi kiếm chậm rãi bay lên, sau 10 giây đều trở nên lơ lửng ở trên không, hóa thành từng đạo ánh sáng chói mắt màu xanh, trong ánh sáng màu xanh còn có chút chấm đỏ nhạt. Không phải các ngươi muốn tìm đạo tặc thủy tinh sao? Ta chính là đạo tặc thủy tinh, ở ngay tại Vọng Nguyệt Cốc, muốn tìm ta đòi đồ ư? Phải hỏi cổ các ngươi có cứng hơn trường đao trong tay ta không đã? Nếu như đối phương đã dám đến tìm hắn, vậy chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đối mặt với đạo tặc thủy tinh, vậy Tô Hạo cũng không cần khách khí với đối phương làm gì. Nếu đã muốn chết, vậy thì chiều ý bọn họ. Linh lực Nguyên Anh truyền vào trận pháp bên trong áo giáp, kích hoạt trận pháp lên, toàn bộ cơ thể Tô Hạo liền bị ánh sáng màu xanh bao phủ. Tô Hạo chậm rãi bay lên không, linh niệm đảo qua, đem từng tu sĩ hợp thể đánh dấu, bắt đầu đánh số từ 1 đến 54, không lọt một người. Con số này cũng không phải giỡn, đây chính là thứ tự tử vong của bọn hắn. Trong nháy mắt linh niệm của Tô Hạo tập trung vào tên tu sĩ hợp thể số 1. Vung tay lên, một đống phi kiếm liền lập tức lao ra, bay lên vài mét, liền biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, một gã tu sĩ hợp thể đang càng phòng ở bên ngoài lập tức cảm thấy rét lạnh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đống phi kiếm lao tới, như là nước lũ cuốn vào, hướng hắn lao đến. Thật can đảm, tu sĩ đầu chọc quát to một tiếng, cũng không thấy hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ linh lực nổ ra, hóa thành một chiếc thuẫn to ngăn ở phía trước, cùng lúc đó, pháp khí bên hông lần lượt hiện lên, bay ra sau lưng. Hắn tức thì nhảy lui sau, tựa hồ muốn thoát khỏi chỗ này. Một loạt động tác hầu như hoàn thành trong chốc lát, nhanh chóng ứng biến, có thể thấy được tu sĩ hợp thể này đã tranh đấu rất nhiều năm, lực ứng biến cao ngất. Nhìn mấy thanh phi kiếm màu xanh này, tu sĩ đầu chọc có cảm giác quen thuộc, như đã gặp ở chỗ nào rồi, hắn chợt nhấc lên cảnh giác, toàn lực ứng phó. Mấu chốt nhất chính là, tu sĩ đầu chọc vậy mà không cảm giác được ai đánh lén hắn, mà đống phi kiếm màu xanh này xuất hiện không một tiếng động, thời điểm phát hiện nguy hiểm, vậy mà đã tới gần người. Không cần suy nghĩ cũng liền biết kẻ tới nguy hiểm. Dám đánh lén tu sĩ hợp thể, hiển nhiên đã có chuẩn bị mà tới. Nhưng mà làm hắn không ngờ tới chính là, hộ thuẫn trước mặt liền bị phi kiếm màu xanh đơn giản phá vỡ, hắn vội điều khiển pháp khí sau lưng bay ra ngăn chặn. Nhưng cũng rất nhanh biến thành một đống sắc vụn, tuy pháp khí đầu chọc cũng có đôi chút tác dụng nhưng giờ này vẫn có hơn 40 thanh pháp khí màu xanh bay tới. Tu sĩ đầu chọc rất nhanh cảm thấy được nguy hiểm, điên cuồng sử dụng thuật pháp phòng ngự, thuật pháp, pháp khí gì đó đều bị hắn ném ra hết, sau đó nhìn từng cái bị phá vỡ, thời điểm hắn chỉ còn lại 2 tầng phòng ngự cuối cùng. Tô Hạo đứng ngoài mấy vạn mét, trường đao trong tay giơ lên cao, sau đó nghiêng người chém xuống, dịch chuyển.
Trong nháy mắt Tô Hạo xuất hiện bên cạnh tu sĩ đầu dọc, trường đao đã chém xuyên qua vòng bảo hộ cuối cùng của tu sĩ đầu chọc. Bành! Vòng bảo hộ bị phá vỡ. Hôm nay, tu sĩ hợp thể đầu chọc đã không còn vòng bảo vệ. Trường đao dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương xoẹt thẳng qua cổ. Bá! Phốc! Chương 624, giết chóc bắt đầu. 2. Một cái đầu chọc bay lên. Chỗ bị chém tỏa ra ánh sáng màu vàng như là chém đứt mặt trời. Đạo tặc thủy tinh. Trong mắt tu sĩ đầu chọc trời đất đảo ngược, mang theo vẻ hoảng sợ cùng mê mang, còn không đợi hắn hiểu chuyện xảy ra, vô số phi kiếm màu xanh đã nhanh chóng phá vỡ chiếc đầu tu sĩ đầu chọc, cắt hắn thành từng mảnh vỡ. Chém giết bắt đầu từ lúc này. Xử lý xong số 1, tiếp theo chính là số 2. Tô Hạo vung tay lên, 96 thanh phi kiếm lại xuất hiện, bị truyền tống đi trước, sau đó hắn cũng biến mất tại đây. Về phần thi thể tu sĩ hợp thể, đợi xử lý xong hết rồi lấy cũng không muộn. Sau khi xử lý xong một tên tu sĩ hợp thể, Tô Hạo lập tức thay đổi chiến lược, bởi vì hắn phát hiện mình không thể để tu sĩ hợp thể phản ứng lại. Bởi vì bọn họ chỉ trong chớp mắt có thể sử dụng được một đống pháp thuật phòng ngự, không ngừng tiêu hao hết linh lực ở trong phi kiếm Tô Hạo, làm cho hiệu suất giết người của Tô Hạo hạ thấp. Nếu mấy tu sĩ hợp thể này gom lại một chỗ, như vậy độ khó sẽ tăng cao, nói không chừng còn có thể làm cho bọn họ chạy thoát. Vì vậy, nhất định phải xử lý nhanh trước khi đối phương kịp phản ứng lại, tận khả năng đánh chết. Tô Hạo thầm nói, hộ thuẫn của tu sĩ hợp thể có độ phòng ngự cực cao, trường đao của ta khó mà một đao phá vỡ được, vì vậy, chỉ có thể sử dụng kiếm trận, thử quang chi kiếm. Nghĩ xong, 96 thanh phi kiếm sau lưng hợp thành 4 trận pháp kiếm trận, 28 thanh thử quang chi kiếm, ánh sáng màu xanh nối thành một mảnh, hình thành 4 chiếc đĩa CD, nhẹ nhàng phiêu động trên không trung. Tô Hạo nhắm hai mắt lại, toàn lực triển khai linh niệm, tập trung vào vị trí tu sĩ thứ hai, đính vào mô đun không gian. Một chiếc CD sau lưng Tô Hạo sáng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó kéo theo tàn ảnh lao lên phía trước, kéo dài đến xa, sau đó nhanh chóng biến mất trên không. Cách đó mấy vạn mét, đồng tử tu sĩ áo lam co lại, không kịp làm ra bất kỳ phản UNG nào, đã bị một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện lao tới. Bành bành bành, chỉ trong nháy mắt, 10 tầng hộ thuẫn trên thân bị phá hủy, đến cả hộ thuẫn cũng in lên một vết hằn thật sâu, mất đi tác dụng. Cái gì vậy? Hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã bị cắt thành hai nửa. Dịch chuyển. Tu sĩ áo lam này cũng phản ứng rất nhanh, thời điểm muốn bổ sung lại hộ thuẫn, liền thấy một thân anh cao lớn xuất hiện, nghiêng người chém xuống, trường đao chỉ trong chớp mắt đã tới ngay cổ. Xong. Bá. Phốc. Quả nhiên đúng theo dự liệu của tu sĩ áo lam, hắn quả thực đã xong đời, đầu lâu bay thẳng lên. Đến cả tự bạo trước khi chết cũng không kịp thực hiện, đầu lâu bị Tô Hạo chia thành hai nửa, ý thức rất nhanh lâm vào hắc ám. Xong số 2, tiếp theo là số 3. Có vài tên tu sĩ đến cả thử quang chi kiếm còn không đỡ nổi, bị chiếc đĩa CD của Tô Hạo chia thành hai nửa. Rất nhanh, chuyện này liền thu hút sự chú ý của những tu sĩ hợp thể khác. Tuy mấy người này không đứng chung với nhau, ai nấy cánh nhau gần vạn mét, nhưng mà có mấy người thần niệm liền nhau, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau, để phòng ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này ở phía xa xa xảy ra dị thường, liền đưa tới sự chú ý của bọn họ. Một tu sĩ đầu tóc bạc phơ nhíu chặt lông mày, hình như đằng kia xảy ra chiến đấu. Chuyện gì vậy? Vì sao đầu của Minh đạo hữu đang rơi xuống đất? Không tốt. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đưa tay đánh lên trời một đạo thuật pháp, ở trên không trung bùng lên ánh sáng chói mắt, để cảnh báo cho những tu sĩ hợp thể khác. Đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một đạo ánh sáng xạ tuyến, cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn phản ứng không kịp, bị xạ tuyến xuyên qua thân thể, trong nháy mắt liền vỡ toàn bộ vòng bảo hộ. Vẫn may còn hộ thân giáp. Công kích gì đây? Quả thật quá đáng sợ đi. Trong đầu tu sĩ tóc trắng léo lên ý niệm, vừa muốn rút lui. Hô! Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một tên mặc áo giáp thủy tinh, người cao lớn, trường đao trong tay hiện lên ánh sáng xanh, chỉ cách cổ hắn có 5 tấc. Phanh phanh! Hộ thân giáp cũng không kịp phòng ngự. Phốc! Đầu lâu bay lên, ngay sau đó bị một chỉ của Tô Hạo phá hủy. Nước chảy mây trôi. Quá trình giết tu sĩ hợp thể của Tô Hạo càng ngày càng trở nên trôi chảy. Tô Hạo khẽ cười nói, xử lý xong số 8. Bất quá, có lẽ bọn hắn phát hiện rồi.
Đối với Tô Hạo mà nói, cho dù nhiều người hơn cũng không sợ, cũng chỉ mang lại cho hắn chút phiền toái nhỏ mà thôi, không quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 625, Đạo tặc thủy tinh sao lại tròn rồi? 1. Bên trong sương mù, trong vân điện, 6 tu sĩ hợp thể lấy Vân Tiêu cầm đầu tạo thành một hình 6 cạnh ngồi xếp bằng xuống. Vân Tiêu thản nhiên nói, sau khi phát động Vân Nguyệt Lục Mạch Vạn Lý Hành, ta sẽ khống chế chủ yếu, mau chóng trốn cách xa chỗ này. Và lại, dù sao ta cũng lần đầu tiên phát động lục mạch chi trận, còn không biết điều khiển thế nào, còn cần các sư huynh đệ hết sức phối hợp. Nguyệt U ngay lập tức gật đầu nói, sư tỷ cứ yên tâm là được. Vũ Phi Tiên cũng nói, đương nhiên, những người còn lại cũng đồng ý với lời nói của Vân Tiêu. Vân Tiêu thấy vậy giãn ra lông mày, như vậy, chúng ta liền bắt đầu thôi. Tất cả mọi người đều tĩnh tâm điều tức, đem khí tức bản thân điều chỉnh tới cảnh giới tốt nhất. Một lát sau, Vân Tiêu bấm pháp quyết, một vòng ánh sáng trắng đem mọi người bao bọc vào bên trong. Sau đó tiếp đến Nguyệt U, một tia ánh sáng xuất hiện, mơ hồ cùng ánh sáng trắng của Vân Tiêu dung hợp. Phong Diệp Sương, Vũ Phi Tiên, Trần Cốc, Vũ Giao cũng lần lượt bấm niệm pháp quyết, một hình 6 cạnh ngay lập tức sáng lên, dung hợp cùng một chỗ, biến thành ánh sáng màu vàng chói mắt, tựa hồ hợp nhất. Ánh sáng vàng càng ngày càng thịnh, tạo thành một vòng tròn vàng lớn, rút cuộc, đã không còn nhìn thấy rõ bóng người trong đó. Một tia sáng màu vàng hình tròn chậm rãi bay lên, hướng đại điện bay ra, sau khi chui ra khỏi tiên môn, đột nhiên bay cao, lọt vào trên đỉnh sương mù. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong giây lát liền phát vỡ sương mù của đại trận hộ sơn, bay ra khỏi phạm vi sương mù của Vọng Nguyệt Cốc. Sau đó lựa chọn đại một phương hướng, tháo chạy về phía xa, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, liền hóa thành một điểm vàng nhỏ. Thời điểm ánh sáng màu vàng bay ra khỏi Vọng Nguyệt Cốc, tu sĩ canh giữ bên ngoài sơn môn cũng nhận ra, cũng biết 6 tu sĩ hợp thể của Vọng Nguyệt Cốc muốn chạy. Nhưng mà, lúc này bọn hắn không còn tâm trí để quản 6 người này nữa rồi, bởi vì đạo tặc thủy tinh đã xuất hiện. Kỳ thật chuyện đạo tặc thủy tinh xuất hiện cũng không phải đại sự gì, mấu chốt quan trọng nhất là đã có 15 đạo hữu hợp thể vân lạc. Dưới suy nghĩ bọn hắn, chuyện này hầu như không thể nào, tu sĩ hợp thể cũng không phải rau cải trắng ngoài đường, tùy ý đứng im cho người ta bổ. Mỗi một tu sĩ hợp thể ở thế giới này đều có danh tiếng đấy, đều là tu sĩ đứng đầu tu tiên giới, tuyệt đối không dễ chết như vậy, chớ đừng nói chi đến chuyện chết 15 tên. Nhưng mà, sự thật chính là tàn khốc như vậy, hơn 10 thi thể tu sĩ hợp thể lẳng lặng nằm dưới chân núi, nói nhiều thêm mấy câu không có khả năng cũng không thể vãn hồi tính mạng bọn hắn. Ngay sau đó bọn hắn ý thức được một chuyện vô cùng nghiêm trọng, chính là có người giết được tu sĩ hợp thể, hơn nữa còn dễ dàng như giết gà, không phí bao nhiêu sức lực. Thật giống như chuyện những tu sĩ hợp thể bọn hắn đi giết tu sĩ Nguyên Anh vậy. Nghiêm trọng hơn chính là hình như lần này bọn hắn chơi đùa hơi quá tay rồi, đạo tặc thủy tinh tàn nhẫn đến nỗi giết người không thèm nói một câu, trực tiếp bổ đao xuống lấy đi tính mạng. Có lẽ, tên đạo tặc thủy tinh này đã đạt tới cảnh giới trên hợp thể. Đó là cảnh giới gì? Có thể như cảnh giới này giúp đạo tặc thủy tinh di chuyển qua lại, không thấy bóng dáng. 39 tu sĩ hợp thể còn lại nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, toàn lực phòng bị tên thủy tinh đạo tặc tùy thời xuất hiện. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, bọn hắn cũng biết chỉ cần đạo tặc thủy tinh thoáng xuất hiện, tất nhiên sẽ có một tên tu sĩ hợp thể bay mất đầu, sau đó ngã xuống chân núi, đến cả cơ hội tự bạo cũng không có. Lăng Tuyền lộ ra sắc mặt dữ tợn, không còn bộ dạng thư sinh như lúc trước, lúc này trong lòng của hắn đã hận thấu xương tên đạo tặc thủy tinh này. Nhưng hắn tự nhận mình không đủ bản lĩnh để dạy dỗ cho đối phương một trận. Lúc đầu hắn gắng hết sức thúc đẩy mọi người vây công Vọng Nguyệt Cốc, chính là muốn dẫn tên đạo tặc thủy tinh này ra, lợi dụng nhiều tu sĩ hợp thể để đánh chết đối phương. Nhưng hắn phát hiện suy nghĩ của mình có chút ngây thơ rồi, không chỉ có hắn, mà những tu sĩ hợp thể xung quanh cũng ngưng trọng hẳn lên, xem ra bọn họ cũng không có biện pháp xử lý đối phương. Lúc này có người đề nghị, không bằng chúng ta đường ai nấy đi đi, dù sao tên kia cũng chỉ có một người, không có khả năng đuổi theo toàn bộ chúng ta, về phần ai có thể chạy trốn, vậy dựa vào bản lãnh của mình đi. Lập tức có người phản bác, chúng ta nếu phân tán, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng người một, không có lực phản kháng,
chỉ có tụ tập lại một chỗ mới có khả năng đánh bại đối phương. Chương 626, đạo tặc thủy tinh sao lại tròn rồi? 2. Nếu là như vậy, chúng ta so với heo trong chuồng đợi giết có gì khác nhau sao? Ngươi nói ai là heo hả? Các ngươi không thấy khi chúng ta tập trung lại với nhau, rất lâu rồi, tên đạo tặc thủy tinh kia liền không xuất hiện nữa sao? Không phải nói rõ nếu chúng ta tập trung lại với nhau, đối phương liền không dám xuất hiện. Lời này có lý. Chúng ta giờ chỉ cần nghĩ, có thuật pháp gì, làm cho tên đạo tặc thủy tinh cảm thấy kiêng kỵ hay không? Ta đã nhìn qua tên đạo tặc thủy tinh, bất quá chỉ có tu vi nguyên anh mà thôi. Đó là do chúng ta nhìn không thấu. Nếu ngươi cho rằng đối phương chỉ có cảnh giới nguyên anh, thì ngươi rơi đầu tiếp theo chính là ngươi. Thiên hạ này không thiếu chuyện lạ, mắt nhìn tai nghe, cũng chưa chắc đã là thật. Mọi người ta một câu, ngươi một câu, phân tích sách lược ứng phó. Nam tử mặt ngựa Thiên Hoan lúc này mới biểu hiện ra trí thông minh của mình, trên trán dán hai chữ đại tài. Lúc này mới cười nhàn nhạt nói, chư vị đạo hữu, ta có một kế, có thể đem đạo tặc thủy tinh giết chết. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiên Hoan. Lăng Tuyền lập tức cười nói, có kế sách gì, Thiên Hoan đạo hữu cùng nói cho mọi người nghe đi. Thiên Hoan giả vờ vuốt râu, nhạt cười nói, chư vị chẳng lẽ không biết, chúng ta am hiểu thuật pháp gì nhất sao? Lăng Tuyền cau mày nói, diệt linh thuật pháp. Đại trưởng lão y môn của Tam Liên Thải Phượng Ổ, Sử Gian lắc đầu nói, có. Lần trước ta cùng hắn giao đấu, đã sử dụng diệt linh thuật pháp, nhưng đối với người kia chỉ vô dụng. Thiên Hoan nói, không phải vô dụng, sở dĩ vô dụng là vì chúng ta đánh không trúng đối phương. Lăng Tuyền cũng nói ra nghi kỵ của mình, quả thật như thế, vấn đề lúc này chính là làm sao đánh trúng đối phương. Thiên Hoan nheo mắt lại nói, không cần chúng ta phải đánh trúng hắn, chỉ cần hắn vung đao là được. Lăng Tuyền hỏi, là thế nào? Thiên Hoan mỉm cười nói, chúng ta trước sử dụng thuật pháp phòng ngự gia cố cho nhau, bảo đảm an toàn, sau đó phân tán ra, dụ hắn đến đây. Sau đó, tất cả mọi người đồng loại công kích phóng ra diệt linh thuật pháp. Vô luận đạo tặc thủy tinh lựa chọn người nào để tấn công, thời điểm trong nháy mắt xuất hiện đều có thể bị diệt linh thuật pháp đánh vào. Khi đó, đạo tặc thủy tinh trốn tránh không kịp bị thương nặng. Hắn liền không dám đến nữa, chúng ta có thể thoải mái yên tâm rời đi. Nhãn tình mọi người sáng lên, yên tâm rời đi không? Dám nói, nhưng loại chuyện này quả thật có thể khiến đạo tặc thủy tinh bị trọng thương. Lăng Tuyền hạc hạc cười nói, đạo hữu Thiên Hoan thật lương thiện. Tô Hạo lúc này cũng không tiếp tục tấn công đám hợp thể này, cũng không phải vì thấy đối phương đứng gần vào nhau mà băn khoăn. Suy nghĩ của hắn chính là, nếu như đối phương đã tập hợp lại, vậy tặng bọn họ một quả bom khổng lồ đi, sau đó ném vào đám người bọn họ, tốt nhất có thể đem toàn bộ bọn họ một đoàn tiêu diệt. Không thì cũng phải phá vỡ vài lớp phòng ngự, sau đó dịch chuyển tới, đem đầu bọn họ thu hoạch. Ta chưa từng thử uy lực của 2.000 bạo khi dùng linh lực kích hoạt như nào, hiện tại vừa có dịp. Tô Hạo nói xong, kim cương giáp dưới chân tỏa ra, từ trong ra ngoài, lần lượt xuất hiện phù văn bộc phá. 10 phút sau, trước mặt Tô Hạo là một quả cầu thủy tinh cực lớn có đường kính gần 10 mét, từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy bên trong đầy hoa văn, tản ra vẻ đẹp đặc biệt. Tô Hạo một tay đặt lên thủy tinh cầu, đưa linh lực vào trong, cẩn thận từng chút một. Dù sao uy lực của quả bom này hẳn cũng không kém hơn bom nguyên tử, nếu nó phát nổ, Tô Hạo muốn dùng dịch chuyển chạy trốn cũng không kịp. Chỉ chốc lát sau, chứa đầy linh lực, vẻ ngoài thủy tinh cầu lộ ra ánh sáng màu xanh pha chút đỏ, mà quả cầu này cũng rơi vào trạng thái kích hoạt. Một thân linh lực của Tô Hạo cũng vơi đi gần một nửa. Chỉ cần Tô Hạo khống chế cơ quan ở chỗ tâm cầu, nhẹ nhàng bấm vào, viên cầu xanh này liền hóa thành mặt trời, phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh. Lúc này Tô Hạo kinh ngạc lẩm bẩm nói, ồ, vậy mà bọn hắn hơi chút tản ra. Bất quá cũng không sao, vẫn ở trong phạm vi vụ nổ. Sau đó hắn khẽ cười nói, không biết bọn họ muốn chơi trò gì, đúng là có nhiều ý đồ xấu mà, mấy lão bất tử này. Thôi, cứ vậy đi, chúc bọn họ may mắn. Dứt lời, phù văn hạch tâm của Tô Họa toàn lực vận chuyển, một cánh cổng không gian to lớn xuất hiện, Tô Hạo đặt tay lên quả cầu thủy tinh, liền khiến nó biến mất. Thủy tinh cầu đột ngột biến mất trước mặt Tô Hạo, đồng thời xuất hiện ở trung tâm đám tu sĩ hợp thể. Lăng Tuyền, Thiện Hoan, Sử Gian, một đám tu sĩ hợp thể lúc này đều bối rối không thôi, trong đầu chỉ toàn là dấu chấm hỏi.
đạo tặc thủy tinh sao lại biến tròn như vậy? Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 627, đến đây, 1. Quả bom khổng lồ đột nhiên xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của các tu sĩ hợp thể xung quanh. Trong đầu bọn hắn chỉ kịp thời toát ra một suy nghĩ, quả cầu màu xanh này là của đạo tặc thủy tinh sao? Không chờ mọi người phản ứng, quả cầu này liền nhanh chóng bạo phát. Ở trên tỏa ra ánh sáng âm u màu xanh, biến thành bạch quang choáng mắt, mà trong nháy mắt ánh sáng trắng này bành trướng lan đến mấy trăm mét xung quanh, tựa như một mặt trời nhân tạo, đem tất cả mọi thứ xung quanh bao phủ, mà người nhìn thấy ánh sáng này cũng không nhịn được phải co rút mắt lại, đau như bị kim châm, phải nhắm mắt lại, mà ánh sáng này còn xuyên thấu qua đại trận sương mù, đem toàn bộ sương mù thắp sáng. Mà tu sĩ hợp thể bị ánh sáng trắng này bao phủ, còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, vòng bảo trên thân tan vỡ từng tầng. Toàn bộ ý thức biến thành một mảnh trắng xóa, sau đó mất đi năng lực suy nghĩ, lâm vào màu trắng vĩnh hằng. Mà có hai mấy tu sĩ tránh thoát khỏi được ánh sáng trắng này, bọn họ chỉ thấy một cỗ man lực đánh vào vòng phòng ngự của bản thân. Đồng thời bị phá vỡ, ý thức cũng nhanh chóng bị đâm thành từng mảnh vụn, đến cả suy nghĩ muốn chớp mắt cũng không làm được. Nếu muốn nói trong đầu bọn hắn còn ý niệm gì, thì chỉ có một chữ trắng. Nếu hôm nay bọn hắn có thể may mắn sống sót, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên cảm giác trong đầu trong mắt toàn là màu trắng này, dường như có thể tẩy trắng cả linh hồn. Thân thể bọn hắn cũng không cách nào chống cự, như là đạn pháo bị bắn ra bên ngoài. Một thân linh lực cường đại, trước mặt sức mạnh to lớn, liền lộ ra vẻ yếu đuối. Đây hết thảy chỉ trong chớp mắt. Ngay trong khoảnh khắc này, đối với nhiều tu sĩ hợp thể mà nói, thời gian như kéo dài ra, tựa như ý thức của bọn họ bị đông cứng lại. Sóng xung kích từ trung tâm khuếch tán ra ngoài, đất đá cây cối xung quanh nhanh chóng bị thổi phăng. Đến cả một ngọn cỏ cũng không có, ngọn núi cao sừng sững như bị ăn mòn, thổi thành cát bụi, hướng theo gió tung bay. Sương mù trong Vân Trung Vọng Nguyệt Cốc bị thổi tan đi một tí, trong đó có rất nhiều tu sĩ đang chém giết với kẻ địch, cũng phải dừng tay lại nhìn lên bầu trời. Oành! Theo đó mà đến, một tiếng nổ cực lớn vang ra, rất nhiều tu sĩ sau khi nghe thấy tiếng nổ này, lỗ tai lập tức ù ù, trong thời gian ngắn không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Cảm giác chấn động kịch liệt, làm cho da dầu của tất cả tu sĩ nổ lên, xương cốt toàn thân nhanh chóng mềm yếu xuống, dường như thân thể bị mệt rã rời vậy. Điều này làm động tác của rất nhiều tu sĩ hơi dừng lại một chút, chỉ một chút dừng lại này, liền bị địch nhân nắm lấy cơ hội, trực tiếp giết chết. Xảy ra chuyện gì? Đây là câu hỏi trong đầu của mọi tu sĩ, tình cảnh này từ lúc tu tiên đến nay bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Là tu sĩ hợp thể tự bạo sao? Nhưng cho dù là tu sĩ hợp thể tự bạo, cũng không có uy lực mạnh như vậy, bọn hắn cũng từng thấy qua tu sĩ hợp thể tự bạo, nhưng uy lực cũng chẳng mạnh đến nỗi này. Á Sơn thừa dịp địch nhân ngây người, liền đem phi kiếm của mình bắn chết kẻ địch, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đây là bom của Duy Lão Đại. Ngay sau đó, hắn vì mấy tên địch nhân mặc niệm 0.3 giây. Bên phía Phong Linh Tiên Tử thì ai nấy đều mê mang không thôi, không biết chuyện gì xảy ra, tay run lên, liền thuận tay đem địch nhân đang choáng váng giết chết, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Phong Linh Tiên Tử lẩm bẩm nói, sẽ không phải là Phong Úy làm ra chứ? Không thể nào, không thể nào. Lỗ tai Phong Thành cùng Phong Linh Tiên Tử phát ra tiếng ù ù, cơ bắp toàn thân kéo căng, hiển nhiên chuyện này đã vượt ngoài phạm vi nhận thức của bọn họ. Mà đám trưởng lão Nguyên Anh của Vọng Nguyệt Cốc cũng không biết cấp trên của mình đã chạy trốn, bọn hắn vẫn lưu lại trong đại trận, thủ vững cương vị của mình, đem hết toàn lực duy trì đại trận hộ sơn, đối kháng với địch nhân xâm nhập. Nhưng mà dần dần bọn họ liền cảm nhận được sự bất lực, càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn chết đi, phải đóng cửa thêm càng nhiều mắt trận, không đến bao lâu, sơn môn sẽ bị công phá. Nhưng thời điểm nhìn thấy ánh sáng chói mắt bên ngoài sương mù, nghe được tiếng nổ vang, tinh thần bọn hắn liền chấn động, khởi dậy một tia ý chí chiến đấu, cố hết sức đối phó với tu sĩ đối phương, là Mạch Chủ ra tay. Mạch Chủ đang chiến đấu bên ngoài tiên môn, chúng ta không thể kéo chân sau được. Chương 628, đến đây, 2. Mà đại bộ phận tu sĩ Nguyên Anh của 18 tiên môn canh giữ ở bên ngoài,
phòng ngừa đệ tử Vọng Nguyệt Cốc chạy trốn cũng phải nhìn về phía xa xa, cảm nhận được sóng xung kích mạnh mẽ, vẻ mặt cũng ngây ngốc. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là loại thuật pháp nào? Có thể khiến trời đất chấn động như vậy? Chỗ trắng xóa kia, không phải là chỗ của sư tổ phòng thủ sao? Có muốn qua đó xem hay không? Điên mới chạy qua, thừa cơ hội chạy xa mới phải. 39 tu sĩ hợp thể, sau vụ nổ, còn sống cũng chỉ 21 người. 18 tu sĩ đứng gần trung tâm vụ nổ trực tiếp chết đi, đến cả thi thể cũng không tìm thấy được. Mà trong 18 tu sĩ hợp thể này, có 15 người do đứng gần hạch tâm vụ nổ, trực tiếp lìa đời, mà 3 tên không chịu nổi sóng xung kích, toàn thân vỡ vụn mà chết. Mà 21 tên tu sĩ hợp thể kia may mắn đứng xa, miễn cưỡng chống lại uy lực vụ nổ, nhưng có rất nhiều người bị thương nặng. Thê thảm vô cùng, bộ dạng rách rưới, đã không còn khí chất tiên phong đạo cốt như lúc đầu. Sau khi miễn cưỡng khôi phục lại thần trí, bọn hắn vô thức tăng lại phòng ngự, lại phát hiện linh lực trong cơ thể mình bị nhiễu loạn. Tuy có thể thực hiện thuật pháp phòng ngự, nhưng so với trước kia, uy lực giảm hơn 90%. Tỏa tâm trận do nhiều linh lực kết hợp lại lúc này đã bị hỏng mất. Nói cách khác, linh lực mà bọn hắn mượn để đạt tới tu vi hợp thể, lúc này đang kịch liệt nổ tung, bị tách rời. Lúc này bọn hắn chỉ có thể điều khiển linh lực nguyên bản của mình, còn những linh lực cướp đoạt từ người khác, dần dần thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Nếu như lúc này không nhanh chóng tìm một chỗ tĩnh tu, một lần nữa điều khiển lại, thì những tu sĩ hợp thể này sẽ thoái hóa trở lại thành tu sĩ nguyên anh. Mấu chốt quan trọng nhất là, một khi thoái hóa, bọn hắn sẽ không còn cơ hội tu luyện nữa, bởi vì bản nguyên thân thể được dựng bằng linh lực, nhưng linh lực lúc này đã trở nên tán loạn, dần dần tan vỡ. Dù cho vẫn còn tu vi nguyên anh, nhưng cũng là loại tu sĩ nguyên anh yếu nhất, về sau có sống được 10 năm hay không, cũng không biết được. Cần mau chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng ổn định thân thể. Các tu sĩ hợp thể đều nghĩ thông suốt điều này, trong lúc nhất thời ai nấy đều hoảng loạn, nhao nhao bấm niệm pháp quyết bay lên, riêng phần mình chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, độn tốc của mình lúc này chậm đến cực điểm, so với tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ nhanh hơn một chút. Trưởng môn Lăng Tuyền lúc này hối hận không thôi, đang yên đang lành, vì sao phải đi gây chuyện làm gì, bây giờ thì hay rồi, góp thêm mạng của mình vào trong. Ngay từ đầu đã không có biện pháp đối phó với đạo tặc Thủy Tinh, còn đi tìm hắn kiếm chuyện làm gì. Lợi ích động nhân tâm a. Thế nhưng mà, hắn là tu sĩ hợp thể, cảnh giới đạt tới đỉnh phong, còn muốn cái gì? Có thứ gì có thể khiến hắn theo đuổi? Ăn uống, chơi đùa 1000 năm không tốt hơn sao? Hắn lúc này không có thời gian tự trách lấy mình, chỉ có thể mau chóng rời khỏi nơi đây, dùng tất cả vốn liếng, không ngừng thúc đẩy độn thuật nhanh hơn. Thời điểm Tô Hạo nhìn thấy bạch quang nơi xá, linh niệm của Tô Hạo cũng nhanh chóng bị quấy nhiễu từ vụ nổ, từ đó mất đi vị trí của các tu sĩ hợp thể. Tô Hạo lẩm bẩm nói, uy lực của quả bom này cũng được, cũng không biết tiêu diệt được mấy tên. Nếu nổ không chết, vậy tốn một nửa thân linh lực, liền có chút thiệt thòi rồi. Mãi cho đến khi vụ nổ tan đi, linh niệm của Tô Hạo một lần nữa quay về, cùng lúc đó, sóng xung kích từ xa truyền tới, va chạm vào áo giáp của Tô Hạo. Nhưng mà vượt qua khoảng cách xa như thế, song xung kích sớm đã không còn uy lực gì, chỉ có thể khiến cây cối xung quanh nghiêng qua nghiêng lại. Oanh oanh, tiếng nổ kéo dài, lúc này truyền vào tai Tô Hạo. Tô Hạo cầm lên trường đao, vung chém hai cái, thử cảm giác, giọng nói trầm thấp truyền ra, còn có 21 tên tu sĩ hợp thể, bất quá so với trước kia, phản ứng linh lực đã suy yếu hỗn loạn. Ta đây liền tới chào hỏi một phen mới được. Hắc hắc hắc, các ngươi muốn gặp đạo tặc Thủy Tinh sao? Ta đến đây. Tô Hạo toàn lực triển khai linh niệm, tập trung vào đầu tu sĩ hợp thể đánh số thứ tự 19. Dịch chuyển. Một gã tu sĩ hợp thể đang gấp rút chạy trốn, đột nhiên thấy một thanh trường đao màu xanh xuất hiện trước mặt, đem hộ thuẫn yếu ớt phá vỡ, cắt qua đầu hắn. Phốc! Đầu lâu bay lên cao, thân thể theo quán tính bay thêm một đoạn rồi rơi xuống. Tô Hạo tiện tay đánh ra một chỉ phá vỡ đầu lâu, sau đó giơ lên trường đao, mãnh liệt vung xuống. Dịch chuyển. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 629, ngươi không biết cha ta là ai sao? 1.
Lăng Tuyền hiển nhiên cũng cảm giác được ở nơi xa không ngừng có đạo hữu hợp thể bị chém giết, nhìn đạo tặc thủy tinh đột nhiên xuất hiện, chém xuống một đao, trong lòng càng thêm lo lắng dị thường. Tu sĩ hợp thể mất đi hộ thuẫn của mình, liền vô lực chống lại trường đao trong tay Tô Hạo. Nếu như đạo tặc thủy tinh đem mục tiêu dẫn lên người hắn, thì hẳn kết cục của hắn cũng không khác hơn người khác là bao. Chỉ có thể hy vọng tên đạo tặc thủy tinh này không tìm tới hắn trước, chỉ cần thoát được đủ xa, nhất định có cơ hội chạy thoát. Trong lòng Lăng Tuyền cảm khái không thôi, hy vọng có thể nhìn thấy bình minh ngày mai. Lăng Tuyền ta còn muốn ngắm nghìn cảnh giới trên hợp thể a. Ngay tại thời điểm hắn cảm thán, đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện, cầm đao chém xuống, chính là đạo tặc thủy tinh. Mạng ta xong rồi. Lăng Tuyền bi thương, nhưng vẫn không buông tha chống cự, sớm chuẩn bị tốt một chiêu diệt linh thuật pháp, đánh vào người tên áo giáp thủy tinh. Thực cốt tiêu hồn thuật. Sau khi sử dụng thành công thuật pháp, đầu lâu của hắn cũng bay lên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thuật pháp của mình. Hắn muốn nhìn xem, có giống như lời Thiên Hoan nói không, diệt linh thuật pháp có thể gây sát thương với đạo tặc thủy tinh. Pháp thuật vẫn như cũ đánh vào trên thân đạo tặc thủy tinh, nhưng rất nhanh bị một tầng hộ thuẫn màu xanh cản lại, so với thuật pháp bình thường không có gì khác biệt. Diệt linh thuật pháp vô dụng. Trong đầu Lăng Tuyền chỉ sót lại mạch suy nghĩ này, sau đó đầu lâu bị phá vỡ, lâm vào trong bóng tối. Nam tử mặt ngựa Thiên Hoan cấp tốc bỏ chạy, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ bay về phương xa. Sự tình phát triển cho tới lúc này, hắn tự nhận mình đã hoàn thành nhiệm vụ của tiên chủ, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới, thiếu chút nữa gom cả cái mạng mình vào trong. Hắn liên tiếp quay đầu lại, đều là đồi núi phập phồng, trong phạm vi quan sát không có một ai, trong lòng của hắn không khỏi phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, một người mặc giáp thủy tinh cao lớn xuất hiện bên cạnh, trong lòng của hắn liền siết chặt, không phải thiếu chút nữa, mà thật sự đem mạng của mình bỏ vào rồi. Phốc, một cái đầu bay lên, không có ai có thể đào tẩu. Lúc này, trong phạm vi radar của Tô Hạo đã không còn dấu hiệu của tu sĩ hợp thể, hắn cuối cùng cũng dừng lại. Liên tiếp dịch chuyển, làm cho thân thể Tô Hạo cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa linh lực còn vơi bớt đi không ít, làm hắn có cảm giác như thoát lực. Thời điểm Tô Hạo đang muốn nghỉ ngơi, một khối định vị thạch liền được kích hoạt. Dịch chuyển. Tô Hạo không suy nghĩ nhiều, lập tức xuyên qua các cổng không gian nối với định vị thạch. Là Phong Ngọc Nhi. Thời điểm xuất hiện, trong đầu Tô Hạo liền đoán được ai kích hoạt định vị thạch. Liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy Phong Ngọc Nhi bị chế trụ, cùng với một gã tu sĩ Nguyên Anh, hai tên kết đan nở nụ cười xấu xa nhìn chằm chằm vào Phong Ngọc Nhi. Địch nhân liền rõ ràng, Tô Hạo cũng không nói nhiều lời, trường đao trong tay vung lên, chém ngang dịch chuyển. Phốc phốc phốc. Liên tiếp ba tiếng, ba cái đầu mang theo vẻ khó tin bay thẳng lên, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Mà tên tu sĩ Nguyên Anh kia cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền muốn tự bạo. Tô Hạo tiện tay chỉ một phát, đem toàn bộ ba cái đầu lâu phá vỡ. Cấm thuật phong ấn Phong Ngọc Nhi rất nhanh liền mất đi hiệu lực, Phong Ngọc Nhi ngã xuống, vô cùng chật vật, lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy nét khó tin. Ngươi là Phong Úy lão sư. Tô Hạo nói, đương nhiên, nếu không thì người nào đến cứu ngươi. Sau đó quét mắt nhìn một vòng, đồng đội ngươi đâu? Phong Ngọc Nhi lộ vẻ chán nản nói, đều chết rồi, nếu không phải bọn hắn đối với ta không hạ tử thủ, ta sợ cũng không có cơ hội kích hoạt tảng đá kia. Lớn lên xinh đẹp cũng là một loại may mắn, mà loại may mắn này có thể hưởng cả đời. Tô Hạo nói, đã như vậy, ta dẫn ngươi đi tìm đám người sư tôn, chỗ đó khá an toàn. Tô Hạo cũng không thoát khỏi trạng thái mệnh tử, trực tiếp lao vào trong sương mù. Phong Ngọc Nhi lập tức đuổi theo. Lúc này đại trận hộ sơn của Vọng Nguyệt Cốc đã bị phá khá nhiều mắt trận, vì vậy sương mù tiêu tán đi rất nhiều. Tu sĩ Nguyên Anh chủ trì trận pháp nên chết thì chết, nên trốn thì trốn, đã sớm không còn thấy bóng dáng. Đại trận hộ sơn lúc này chỉ còn tác dụng bao phủ, không còn tác dụng dẫn người, đồng dạng, đối với áp chế linh niệm của Tô Hạo, cũng trở nên yếu hơn. Tô Hạo rất nhanh tìm được mê thần trận mà mình bố trí, mở ra trận pháp, vừa bước vào trong đó, liền có hai đạo ánh sáng màu xanh lao tới. Tô Hạo khẽ cười, duỗi hai ngón tay điểm một cái, hai kiện pháp khí liền dừng lại. Chương 630, ngươi không biết cha ta là ai sao? 2. Phong Linh tiên tử cùng Phong Thành bối rối không thôi, không biết vì sao pháp khí lại mất đi kiểm soát, có thể làm được điểm này,
cũng chỉ có Phong Úy mà thôi. Phong Hoa vừa thấy một tên áo giáp thủy tinh cao lớn xuất hiện, thiếu chút nữa ném pháp khí roi tới. Tô Hạo nói, sư tôn, là ta, Phong Úy. Phong Úy, sư huynh. Tô Hạo nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi đây có một đống thi thể, vô số thi thể chất thành một đống, chỉ sợ chỗ này cũng hơn 100 rồi. Tô Hạo nói, sư tôn, xem ra thành quả các ngươi cũng không tệ nha. Thật là Phong Úy sao? Phong Linh tiên tử chậm rãi đi sát vào, ý niệm cảm giác được đây là khí tức của Tô Hạo, lại nhìn thấy Phong Ngọc Nhi đi theo sau lưng, lúc này mới yên lòng. Phong Linh tiên tử tò mò nói, Phong Úy, sao ngươi trở nên cao như vậy? Hơn nữa một thân áo giáp thủy tinh này là sao? Thật xinh đẹp. Tô Hạo thuận miệng nói, cái này a là pháp khí hộ thân ta mới luyện chế, dùng rất tốt. Phong Linh tiên tử lập tức nói, lúc nào thì luyện chế cho ta một bộ. Ta cũng muốn cao lớn như vậy. Vẻ mặt Phong Thành cũng rất khát vọng. Tô Hạo nói, sau này hãy nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn Phong Ngọc Nhi, nói, Phong Ngọc Nhi, ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Chỗ sư thúc Phong Nhan cùng Vân Thanh Bình gặp phải phiền toái, để ta mang bọn họ tới đây đã. Dứt lời, cũng không đợi mọi người phản ứng, thân ảnh Tô Hạo biến mất. Phong Ngọc Nhi nhìn mặt đất tràn đầy thi thể, sợ hãi than nói, Phong Linh sư thúc, các ngươi thật lợi hại, vậy mà giết nhiều địch nhân như vậy. Phong Linh tiên tử lúng túng cười trừ, đang nghĩ nên giải thích thế nào, liền có một gã tu sĩ kim đan vọt tới, sau đó nằm ngã trên mặt đất. Phong Linh tiên tử cùng Phong Thành vô thức bắn ra pháp khí, một trước một sau đem địch nhân giết chết. Phong Linh tiên tử khoát tay nói, như ngươi nhìn thấy, chuyện xảy ra chính là như vậy. Phong Ngọc Nhi. Một lát sau, Tô Hạo đem Vân Thanh Bình, Phong Nhan cùng Á Sơn rách dưới mang tới, sau đó nói, hôm nay đại trận hộ sơn đã gần bị phá, tiên môn lâm vào hỗn loạn, chúng ta nên rút lui khỏi nơi đây đi. Phong Linh tiên tử cũng không để ý tới điều này, mà ngạc nhiên nhìn hắc tinh giáp của Á Sơn, nói, Phong Úy, ngươi luyện chế pháp khí cho Nguyệt Ảnh khi nào vậy? Ngược lại Phong Ngọc Nhi thì hỏi, chúng ta đi chỗ nào đây? Tô Hạo tự động bỏ qua câu hỏi của sư tôn, nói, chỗ nào cũng được. Đi Linh Sơn Văn Châu đi, chỗ đó núi hoang vô chủ, là nơi thích hợp cho chúng ta. Bao gồm cả Phong Hoa cùng Phong Nhan ở bên trong, tất cả mọi người đều tỏ vẻ sẽ theo Tô Hạo tới Linh Sơn Văn Châu. Tô Hạo nói, các ngươi chờ ta một lát. Nói xong lóe lên biến mất, xuất hiện ở bên ngoài dược viên, Tô Hạo liền đem tất cả linh thảo truyền tống đến Linh Sơn Văn Châu. Sau đó lại tới đệ tử lục, vốn định đem toàn bộ công pháp ở đệ tử lục chuyển đi, nhưng đến chỗ này, phát hiện đệ tử lục đã bị trà đạp không còn hình dáng. Tô Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lại truyền tống đến mấy nơi nữa nhưng hầu như không có thứ gì giá trị, ngoài trừ thuận tay làm thịt mấy tên tu sĩ, cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Tô Hạo thầm nói, sáu mạch chủ đến giờ này còn chưa hiện thân, vậy Kim Quang chạy trốn lúc trước chính là bọn họ, hẳn là muốn từ bỏ tiên môn để chạy trốn. Được rồi, về sau nếu gặp được bọn họ lại hỏi vấn đề về công pháp, hiện tại trước đi thu nhặt thi thể tu sĩ hợp thể, sau đó rời khỏi đây. Một đạo kim quang bay qua Nghiễm Minh Hải, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà đạo kim quang này đúng là sáu người đứng đầu Vân Trung Vọng Nguyệt Cốc. Sau khi phát động lục mạch chi trận, linh lực của sáu người dung hợp thành một thể. Điều này làm cho đám người Vũ Phi Tiên bất an không thôi, nhưng lúc này vì để chạy trối chết, vẫn là cưỡng ép loại cảm giác bất an này xuống. Một lát sau, Vũ Phi Tiên lên tiếng nói, Vân Sư Tỷ, lúc này hẳn chúng ta đã an toàn rồi. Vũ Giao cũng nói, không sai, hẳn không có người nào đuổi theo chúng ta nữa. Nguyệt U liền, nói, cũng may có sư tỷ chủ trương. Vân Tiêu thở dài, đã như vậy, dừng lại ở đây thôi. Vũ Phi Tiên đại hỉ. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện, tuy tốc độ bay chậm lại, nhưng lục mạch chi trận vẫn gia tốc như cũ, một thân linh lực của nàng đang dần mất đi khống chế. Nàng cau mày hỏi, Vân sư tỷ, vì sao còn không dừng lục mạch chi trận? Trầm mặc 3 giây, Vân Tiêu chậm rãi nói ra, Vọng Nguyệt Cốc đã không còn, ta cũng không muốn đi sư huynh đệ của mình, vì vậy, không bằng chúng ta hòa lại thành một thể đi. Năm người còn lại đột nhiên ý thức được điều gì, sắc mặt đại biến. Vân sư tỷ mau dừng tay, ngươi muốn cái gì? Sư huynh đệ tương tàn sao? Vẻ mặt Vũ Phi Tiên tràn đầy hoảng sợ, nhưng mà một thân linh lực của nàng đã bị mất đi khống chế, bị lục mạch chi trận áp chế gắt gao. Nguyệt U không tin được sư tỷ của mình lại làm như vậy, sắc mặt những người khác cũng khó coi đến cực điểm.
Vân Tiêu toàn lực vận chuyển lục mạch chi trận không nói gì thêm. Ngay tại thời điểm nàng sắp đem toàn bộ khống chế hết thảy, thì Trần Cốc không nói lời nào thay đổi ấn quyết, một cỗ chấn động không hiểu truyền ra, sau một khắc, Vân Tiêu mất đi quyền khống chế linh lực khổng lồ, giao vào trên tay Trần Cốc. Vân Tiêu ngạc nhiên, thời điểm Vân Tiêu mờ mịt, Trần Cốc đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, ha ha ha. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Trần Cốc, tên này vốn lười nhắc, độ tồn tại trong 6 người cực thấp. Vân Tiêu cả kinh nói, Trần Cốc, là ngươi, sao có thể? Trần Cốc rụng giọng nói khàn khàn, nhỏ giọng nói, sao lại không có khả năng, các ngươi không nhớ sao? Người sáng tạo bộ công pháp Vân Trung Nguyệt Tiên Pháp này, chính là cha ta. 5 người Vân Tiêu nghe thấy vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện Nhật ký Thành Thần của Ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.